Sói gian ác. Con yêu của mẹ, bà ngoại đang bị ốm. Mẹ đã làm ít bánh biếu bà, con mang đến cho bà nhé. Dạ, vâng ạ. Đường vòng là bìa rừng có rất nhiều chó sói, nên con đi thì hãy đi đường thẳng để tránh bị chó sói ăn thịt nhé. Nhớ không được la cà, kẻo bị lạc đấy con. Con nhớ rồi ạ. La la la, trời đẹp quá, gió mát làm sao. Ôi, hoa kia đẹp quá. Mình sẽ mang mấy bông hoa này đến để tặng cho bà, chắc bà sẽ vui lắm đây. Mình nên đi đường nào bây giờ? Đây là đường thẳng mà mẹ nói, nó sẽ dẫn thẳng mình đến nhà bà. Còn đây là bìa rừng, nhưng đường này có nhiều hoa thơm. Thôi kệ, mình cứ đi theo bìa rừng, vừa được ngắm hoa, lại được chơi đùa với bướm. Cô bé quàng khăn đỏ ơi, ban nãy tôi có nghe thấy mẹ cô dặn rằng cô phải đi đường thẳng, không được đi đường vòng qua rừng, kẻo chó sói ăn thịt cơ mà. Cô nghe lời mẹ dặn đi. Nhưng bạn không thấy đường vòng có nhiều hoa đẹp hơn hả? Lại có nhiều bướm bướm nữa, mình thích đi đường này hơn. Có một con mồi ngon phía trước kìa, được lắm. Này, cô bé quàng khăn đỏ, cô đang tung tăng đi đâu thế? Tôi đang đi sang nhà bà ngoại tôi để tặng bà ngoại giỏ bánh mà mẹ tôi mới làm xong. À, hóa ra con bé này lại còn có bà ngoại nữa. Thế thì ta phải tính ăn thịt cả hai bà cháu nó mới được. Chỉ cần đợi một chút thôi, ta sẽ được tận hai con mồi, tội gì? Nhà bà ngoại cô ở nơi đâu, có còn xa không cô bé? Nhà bà ngoại tôi ở tại bên kia khu rừng này, ngôi nhà mà có cái ống khói cao tít ấy, chỉ cần đẩy cửa là vào nhà được luôn. Khà khà, hay rồi. Vậy bye bye cô bé, hẹn gặp lại nha. Cháu gái của bà đến rồi à? Cái gì? Chó sói? Vâng, là cháu tới đây. Ôi, không. Khà khà, đã tạm no rồi. Giờ thì mình sẽ giả dạng là bà ngoại, nằm đây và chén tiếp con mồi thôi. Bà ơi, cháu đến thăm bà đây. Bà của cháu ơi, bà sắp khỏi bệnh chưa? Cháu mang bánh mẹ làm đến biếu bà đây. Vậy hả? Thấy cho bà cảm ơn hai mẹ con. Cháu ngoan của bà lại đây với bà. Bà ơi, sao cháu thấy tai của bà hôm nay dài thế? Tai bà dài để có thể nghe được cháu nói rõ hơn. Bà ơi, hôm nay mắt bà nhìn to và đen thế. À, mắt bà to để bà có thể nhìn ngắm cô cháu gái xinh đẹp của bà được rõ hơn. Bà ơi, tại sao hôm nay cháu thấy mồm của bà to thế? Mồm bà to để bà có thể ăn thịt cháu một cách ngon lành hơn. Ôi, cứu! Ai cứu cháu với? Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? À! Mình vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô bé thì phải. Chắc hẳn đã bị con sói gian xảo này nuốt vào bụng rồi. Ôi bà! Bà của cháu đây rồi. Bà cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cháu của bà nữa. Từ giờ trở đi, cháu nên cẩn thận nghe chưa? Dạ, cháu biết rồi ạ. Lẽ ra cháu nên nghe lời mẹ, đi đường thẳng và không được mãi chơi như vậy. Suýt chút nữa thì cháu đã hại bà, suýt chút nữa thì cháu không được gặp bà nữa rồi. Và từ ấy trở đi, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám sai lời mẹ dặn nữa. Chuyện những chú sóc chuột. Trời hôm nay đẹp quá, nắng nhẹ và gió êm như ru. Đi nào, chúng ta mau vào bìa rừng nhặt hạt dẻ đi. Cuối thu đầu đông, hạt dẻ chẳng còn nhiều.
chỉ còn vài quả rụng dưới gốc cây ăn chán lắm. Ngon hay không ngon cứ đỡ đói là được. Đói quá đi. Tớ biết có một thức ăn khác ngon tuyệt mà ở cách đây không xa đâu. Là gì vậy? Hồ đào. Hồ đào? Cậu nói cây hồ đào cổ thụ ở bìa rừng sao? Trời ơi, tớ chẳng còn có gan đến gần nữa, nói gì là hái hồ đào ăn. Các cậu sợ ông Cần Cần nhà ở trên đó chứ gì? Cây hồ đào không phải là của riêng ai cả, ông ấy không có quyền chiếm hữu. Biết là vậy nhưng mà ông Cần Cần ấy trông đáng sợ lắm. Bộ mặt đã hung tợn, lại còn cao có cả ngày nữa. Chỉ còn ông ấy quắt mắt nhìn, tớ cũng đã sợ chết khiếp rồi. Sợ gì chứ? Chúng ta phải tìm cách để ông ta đi khỏi cái cây đó. Cả cây hồ đào béo ngậy, thơm như vậy, ông ấy cũng không ăn đến, bỏ phí lắm. Chúng ta còn phải bàn kế hoạch để ông ấy dọn nhà đi khỏi cây hồ đào. Khẽ chứ, chuẩn bị xong chưa? Đã xong rồi, đi nào sóc béo. Ôi, hồ đào của ta. Đi thôi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ôi, ngứa quá. Lũ nhép chúng bay, nghịch ngợm thế là cùng. Mau biến ngay khỏi đây không ta cho biết tay. Lần sau mà còn lặp lại trò đùa này, ta sẽ thả các ngươi xuống từ độ cao này đấy. Ông Cần Cần, xin ông tha cho chúng cháu đi. Xin ông thả chúng cháu xuống đi. Tớ không đi nữa đâu. Tớ sợ ông Cần Cần ấy lắm. Không được hèn nhát như thế. Lần này chúng ta sẽ lẫn ngay, không để ông ấy biết nữa. Lại là lũ sóc quậy phá phải không? Lũ sóc kia mà rơi vào tay ta thì... Giờ sẽ chơi trò rồng rọc. Sóc gầy lên cành cây cao, kéo sóc béo lên gần, rồi đại chiến bóng nước nhé. Trời ơi, có ai cứu tôi với? Chẳng có ai nghe được lời kêu cứu của tụi bay đâu. Đợi ta nuốt chửng lũ sóc này xong, rồi sẽ đến lượt ngươi. Có ai không? Cứu với! Thả tụi nhỏ ra! Khôn hồn thì biến khỏi lãnh địa của ta đi! Đây không phải việc của mi. Ngươi già rồi, không phải đối thủ của ta đâu. À! Cút ngay khỏi đây, đồ trăng độc ác! Cần Cần, chúng cháu. Ông cho chúng cháu ạ. Bất cứ lúc nào các cháu muốn ăn, cứ thoải mái đến xin ông một tiếng. Cây hồ đào không phải của riêng ông, nhưng xung quanh đây có rất nhiều kẻ ăn thịt nguy hiểm. Có gì ông còn để mắt đến, ông ở một mình nên buồn quá. Thỉnh thoảng đến đây cho vui, chứ đừng nghịch ngợm, trêu người già như thế là không nên đâu nhé. Ông tha lỗi cho chúng cháu không biết nên giở trò nghịch ngợm, quậy phá ông. May mà có ông, không hôm nay chúng cháu đã mất mạng rồi. Chúng cháu xin lỗi ông ạ. Hóa ra ông là một người tốt. Ôi, hồ đào đúng là ngọt và thơm quá ông ạ. Chiếc kính cận đặc biệt. Sao nó loạn choạng như say rượu thế Liên? Mắt nó mờ lắm. Tớ cho nó đi khám bác sĩ thú y rồi. Bác sĩ kết luận nó nhìn hơi xa một chút là mờ ảo, không thấy gì. Như chứng cận thị ở người ấy. Nó cận khéo nặng hơn tớ. Thật thế à?
lần đầu tớ nghe chó bị cận đấy. Ừ, trước nó nhanh nhẹn lắm, thế mà gần đây đâm thế đấy. Ngoan quá này, nó thấy tớ đi với cậu nên không cắn gì này. Có khi vì nó không nhìn rõ cậu nên tưởng cái na em tớ ấy. Nói thế, dù nó không nhìn rõ nhưng giống chó khôn lắm, nó nhớ được hơi người nữa đấy. Mong nó sớm hồi phục. Từ hồi nuôi chó đến giờ, tớ quý nhất là con tu ma này đấy. Ờ, đâu mất rồi? Liên ơi, ra mẹ bảo. Có chuyện gì vậy mẹ? Con có cất bộ áo da hôm qua mẹ mới mua cho ba con không? Dạ không có. Thế thì trộm lấy mất rồi. Trời ạ, à, bộ áo đắt lắm. Chán ghê cơ. Nhà có con chó mà cũng như không ấy. Mẹ tính không nuôi con tu ma này nữa đâu. Mẹ đừng giận mà, để con dạy nó lại. Tu ma, ra ngoài đi, mẹ biết là mày chết chắc đấy. Ra đi, lát nữa bạn tao sang chơi, rồi tao dắt đi dạo nha. Lại là con tu ma. Ừ, dạ, con... Con biết không, đây là chiếc bình kỷ niệm bà ngoại tặng mẹ. Mẹ giữ nó đã mấy chục năm rồi đấy. Lần này thì mẹ quyết định bán nó nha. Con đừng có xin nuôi nó thêm nữa. Dạ, con xin lỗi mẹ. Tu ma ơi, tao phải làm sao bây giờ? Tiên ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ tớ bắt bán con tu ma rồi. Cậu để tớ nuôi tu ma cho. Ba mẹ tớ dễ tính lắm, tớ sẽ chăm sóc cho nó. Được vậy thì tốt quá. Không phải bán con tu ma đi, tớ biết ơn cậu lắm. Không có gì đâu mà, tớ cũng rất yêu chó. Tu ma à, cố lên nha, tao thương mày lắm đó. Mấy tháng sau, Tu ma, mày đấy sao? Liên đấy à, vào đây cậu. Mình sắm mấy chậu cây rồi dạy con tu ma lần theo dấu cây mà đi đấy. Vì làm kính cận cho nó khó lắm, cặp kính cận nó đang đeo đôi khi vẫn bị mờ. Cũng phải mất gần 2 tháng thì nó đi thạo và không bị loạn choạng nữa. Mình đã xin phép ba mẹ sắp xếp lại phòng khách đấy Liên ạ, à, để đồ đơn giản, để tu ma không bị va chạm. Lúc này tớ thấy xấu hổ quá An à. Tớ đã chỉ biết than khóc mà không tìm ra được giải pháp gì giúp cho tu ma. Tu ma vẫn nhớ cậu đấy. Cậu có muốn mang nó về không? Giờ thì nó ổn rồi. Mẹ tớ không cho nuôi chó nữa rồi. Cậu là người chủ mới tuyệt vời của nó, người đã kiên trì giúp tu ma bằng trái tim yêu thương dành cho một người bạn thật sự. Tớ sẽ chăm sóc nó, cậu đừng buồn nhé. Tu ma vẫn luôn nhớ cậu mà. Chuyện của Ốc Sên Nhỏ. Hôm qua vừa mưa xong, chắc chắn khu vườn sẽ có rất nhiều nấm mới đây. Phải đi hái một ít mới được. Ôi, phải thật tinh ý mới nhìn ra chiếc nấm này. Ôi, một quả trứng tí hon. Không biết con của ai nhỉ? Mà sao lại để ở đây? Thật là nguy hiểm quá. Nếu có ai lấy mất đi thì sao? Không thể để nó ở đây được. Mình phải mang về nhà, sau này xem có ai đến nhận không. Em làm gì mà lén lén lút lút thế cà rốt? Em có làm gì đâu, em vừa đi hái nấm về.
Đi cả buổi sáng mà hái được có một cây thế kia, em lại ham chơi chứ gì. May quá, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu biết mình mang quả trứng về, thế nào các anh chị cũng mắng mình tội bao đồng cho coi. Nhanh lớn nhé, rồi còn đi tìm đại gia đình nữa. Nó nhỏ quá, mình cũng chẳng biết là con của ai nữa. Bé, 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 bé. Ta không phải là ba của cậu bé đâu. Ta là cà rốt, chỉ tình cờ gặp cậu bé ở thảm lá mục dưới gốc cây cổ thụ trong vườn. Ba, ba, ba là cà rốt, con cũng là cà rốt. Thôi thì cứ nhận cậu bé này là con nuôi cũng được. Dù gì mình cũng có công ấp trứng mà. Đợi nó lớn rồi, mình sẽ đưa nó đi tìm lại gia đình. Con đói, con đói. Cà rốt đâu rồi? Mọi hôm em ấy phải ra đầu tiên cơ mà. Phải rồi, dạo này cà rốt làm sao mà cứ ở lì trong phòng suốt thôi. Chúng ta vào gọi em ấy ra chơi cùng đi. Đi nào. Nhìn này, giờ hai cha con ta giống hệt nhau nhé. Em làm cái gì vậy cà rốt? Ai cho em nuôi ốc sên trong nhà? Ốc sên ư? Trời ơi, kia chẳng phải là một con ốc sên con sao? Từ bao đời nay, ốc sên là kẻ thù của chúng ta. Giờ nó là con ốc sên nhỏ không gây nguy hiểm gì, nhưng mà khi lớn lên, nó sẽ phá nát cả khu vườn này. Không phải, con là cà rốt, chứ không phải là ốc sên. Nói nghe buồn cười chưa? Ngươi không phải là cà rốt, ngươi là ốc sên. Nếu em còn giữ nó lại, chị sẽ đi mách bác bí đỏ. Và chắc chắn em sẽ bị phạt rất nặng đấy. Không phải, đây là con nuôi của em. Dù nó là ốc sên, nhưng nó cũng sẽ không phá hoại khu vườn. Em xin mọi người đừng đuổi nó đi mà. Em thật là ngu ngốc cà rốt à. Nếu khu vườn này bị làm sao, thì trách nhiệm của em có gánh được không? Mau để nó đi, không anh sẽ gọi bác gà đến xử lý nó đi đấy. Con là cà rốt phải không ba? Ừ, đừng sợ. Dù con là ai đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà. Ta sẽ bảo vệ cho con. Mình sẽ hỏi mọi người xem mình là cà rốt hay là ốc sên. Đêm mai hãy tập hợp tất cả các anh em. Chúng ta sẽ tạo nhiều đường đi và phá nát cả khu vườn. Chắc chắn chúng sẽ không kịp trở tay. Cháu còn đứng đó làm gì? Mau vào nghe thủ lĩnh tiết lộ kế hoạch đi chứ. Trời ơi, mình giống y hệt bọn họ. Nghĩa là mình là ốc sên. Nhưng mình không thể để họ hàng phá nát khu vườn nơi mình đã sinh ra ở đó được. Ba, nguy rồi, mau dậy đi. Có chuyện gì vậy? Ba mau tìm bắt gà đi. Họ hàng nhà ốc sên đang có kế hoạch tấn công khu vườn. Con nói cái gì? Liệu nó có nói thật không? Không thể tin được một con ốc sên. Cháu nói thật. Nếu không, cháu sao dám gặp bắt gà để nập mạng cơ chứ? Xin bác đừng làm hại tính mạng của họ. Cháu sẽ bảo họ đi thật xa, tránh xa khỏi khu vườn. Thôi được, ta sẽ báo tin này cho cả đàn gà trong nông trại hợp sức giúp đỡ vào tối nay. Nhưng nếu người nói dối thì coi chừng đấy. Dừng lại ngay, lũ phá hoại này. Cứu, cứu với. Rút khỏi này mau, nhanh lên. May quá, khu vườn được cứu rồi. Cảm ơn các anh gà. Con là ốc sên, chứ không phải là cà rốt ba ạ. Dù con là ai, con cũng chỉ biết rằng ta rất yêu quý con. Ba ơi, nhưng con phải đi. Khu vườn rất đẹp, nhưng nơi này không thuộc về con. Con sẽ làm hại mọi người. Con sẽ đi cùng họ hàng của mình và sẽ không để ai quay lại nơi này. Cảm ơn ba đã nuôi dạy con và bảo vệ con đến ngày hôm nay. Tạm biệt con, chú ốc sên bé nhỏ.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.